Chương một. Bạn đang nghe truyện tại mê truyện audio com Năm 2052, khoa chỉnh hình bệnh viện tuyến đầu cả nước, căn phòng bệnh rộng rãi xa hoa, đầy đủ tiện nghi giờ phút này lại chen chút đông người, trong phòng chỉ có duy nhất một giường bệnh, người thăm nom cứ đứng xung quanh thành từng vòng, nỗi bi thương lan tràn, những tiếng khóc nghẹn ngào, âm thanh nước nở trộn lẫn vào nhau, Lê khinh Chu yếu ớt nằm trên giường bệnh, hợp tiêu chuẩn một bệnh nhân trong cơn nguy kịch, tái nhật, gầy yếu, hơi thở mong manh. Hết sức nguy cấp, cậu ý nhờ bác sĩ tháo mặt nạ. Dưỡng khí xuống, tầm mắt sớm mơ hồ không rõ, nhìn về phía người thân đang khóc không thành tiếng, bạn bè tốt trưng rưng nước mắt, Lê khinh Chu gắng sức cười thật tươi với họ, như thường lệ muốn an ủi, con không sao cả, một chút cũng không đau, đừng lo cho con, không cần quá thương tâm. Cuối cùng, nói lời từ biệt, đừng vì con rời đi mà ngã quỵ, con yêu, yêu tất cả mọi người. Đời này, con sống thực tốt, rất hạnh phúc, Lê Kinh Chu chậm rãi nhắm mắt, điện tâm đồ liên tiếp phát ra tiếng kêu tít tít chói tai trong phòng bệnh, áp lực đè nèn rốt cục vỡ hòa thành tiếng khóc, một lúc lâu sau, tận đến khi một hàng người mặc quân phục nhẹ nhàng gõ cửa đi vào, tiếng khóc mới ngưng dần, nhìn thấy bọn họ, ngoại trừ thân nhân ruột thịt của Lê Kinh Chu, mọi người đều yên lặng rời đi, không quên đóng cửa phòng lại, đứng đầu là một sĩ quan trung niên, ngã mũ đặt trước ngực, thấp giọng. Nói. Lê Tiên Sinh, Lê Phu Nhân, xin hãy nén bi thương, mẹ của Lê khinh Chu ngồi trước giường bệnh, gương mặt đẫm nước mắt chẳng màng để ý, chỉ lặng lẽ lau bàn tay đã gầy trơ xương của đứa con, bà đứng lên lùi về sau cha, anh và em trai của Lê khinh Chu. Cha Lê nói giọng khang khang. Đứa nhỏ. Tư liệu nghiên cứu dịch chữa trị tủy sống đều ở dưới giường, mấy người lấy đi đi. Ông biết lý do những người này có mặt, dịch chữa trị tủy sống là hạng mục nghiên cứu con trai muốn hoàn thành nhất. Đáng tiếc, nghiên cứu tiến hành được một nửa, đứa nhỏ trụ không nổi, đã rời khỏi nhân thế, thật lòng xin lỗi, sĩ quan trung niên khó lòng không biết nên giải thích thế nào, dịch chữa trị tuổi sống là thành phẩm khoa học kỹ thuật sinh vật trọng yếu do phòng thí nghiệm của khinh chung nghiên cứu, cậu trực tiếp chỉ đạo, phụ trách, nếu hạng mục này thành công, nền y học của đất nước sẽ có. Bước vọt to lớn, vươn lên dẫn đầu toàn thế giới quốc gia thế lớn mạnh là lẽ tất nhiên nhưng hạng mục ẩn giấu không ít nguy cơ để tránh kẻ gian thừa cơ làm loạn lấy cấp tư liệu sĩ quan trung niên đành dẫn người đến bệnh viện trước lấy một số tài liệu nghiên cứu mới nhất của lê khinh chu tiên sinh thời điểm nhạy cảm này họ chỉ có thể bày tỏ xin lỗi với người nhà lê tiên sinh cha lê nói chúng tôi đều hiểu ở dưới giường bệnh anh của lê khinh chu bê ra một cái hộp đặt trên bàn mở khóa tài liệu đều ở bên trong. Anh cả nâng tay lau lau khóe mắt đã phím hồng ẩm ướt nói. Tôi hy vọng quốc gia có thể tiếp nhận phòng thí nghiệm sinh học của Khinh Chu, không nên cô phụ tâm huyết của nó. Nguyện vọng lớn nhất của nó là trị liệu được thân thể bệnh tật, có thể chạy nhảy nô đùa giống như bao người bình thường khác, anh cả rốt cuộc không thể bình tĩnh, giọng nói nghẹn ngào, sĩ quan trung niên trịnh trọng cam kết với người Lê Gia, mong bọn họ yên tâm, sau đó ông cùng các quân nhân khác hướng Lê Kinh Chu thủ một lễ, em trai Lê Kinh Chu thúc thích nói. Tư, tư liệu đều nằm ở trên cùng, hức, phía dưới là bảo bối của anh hai, còn đang xem dở, con phải đốt hết cho anh ấy hu hu. Bảo bối. Sĩ quan trung niên có chút nghi hoặc, đi tới cầm hộp tư liệu lên xem, ánh mắt sửng sốt. Đây là, anh cả trầm giọng nói, truyện tranh phát hành bản mới nhất, tiểu thuyết, đĩa CD. CD có phim hoạt hình, phim truyền hình, kịch nói, số lượng không nhiều, đều là thứ khinh chu thích. Em trai khóc hòa lên. Anh hai, anh hai nói, sống có nó mới không nhàm chán, hu hu mỗi năm con đều phải đốt cho anh, ba ngày sau, lễ tang lê khinh chu tiến hành. Cả nước xót thương, tòa nhà trung tâm thành phố đưa tin mới nhất, ngày 20 tháng 20 năm 2052, nhà khoa học, doanh nhân nổi tiếng. Lê Kinh Chu trải qua cơn nguy kịch lần thứ hai đã không qua khỏi, hưởng dương 33 tuổi, cuộc đời Lê Kinh Chu tiên sinh tuy ngắn ngủi nhưng phong quan rực rỡ. Tiên Hiệp Hay là người đã mở đầu kỷ nguyên công nghệ thực tế ảo, phát minh AI, phi hành khí, vào những năm cuối đời Lê Kinh Chu tiên sinh với phòng thí nghiệm sinh học tích hợp công nghệ trí năng đã nghiên cứu thành công máy hô hấp nhân tạo, khung xương trợ lực, là hai thành tựu trọng đại, cống hiến to lớn cho quốc gia, nhân dân cả nước vô cùng thương tiếc. Mong Lê khinh Chu Tiên sinh ra đi một đường bình an. Editor Đọc mấy cái thành tựu pho phun thôi các nàng. Trung Quốc, năm 2011 vụ tai nạn giao thông xảy ra tại trục đường quốc lộ vùng ngoại ô Bắc Kinh. Hai chiếc ô tô sang trọng dừng ở lề đường bên phải, thân xe chịu tổn hại nghiêm trọng, nguyên nhân gây ra do một xe vận tải đột nhiên mất khống chế, và lây mây bát màu đen đang bon bon trên đường, lần đầu tường thuật còn bỡ ngỡ. Xe mây bát né tránh, lại trùng hợp quệt phải một con ô tô màu bạc khác sau đó vì mây bát chặn đầu xe màu bạc quay tay lái đâm vào vành đai bảo hộ đầu xe bốc khói một bên cửa mây bát bị đâm bẹp tại lúc xe tải định lui lại muốn tông thêm phát nữa phía xa truyền đến âm thanh bén nhọn hỗn tạp của còi xe cảnh sát xe cứu thương tài xế lái xe tải nhanh chóng quay đầu chạy trốn bên trong chiếc xe ô tô màu bạc lê khinh chú nữa nằm trên ghế sau nhắm mắt mí mắt trung rẩy đầu cậu bị chấn thương máu tươi chảy dọc xuống mắt, hai má, chóp mũi toàn mùi màu tanh, ý thức rơi vào hôn mê, mơ hồ nghe thấy có tiếng tài xế xuống xe cầu cứu, bấy giờ, từng âm thanh máy móc vang lên bên tai cậu, ký chủ, cốt truyện đã nạp xong, trí não nhân tạo cậu cần cũng được nhập vào hệ thống, mời tự mình tìm hiểu, hệ thống may mắn không ba ba phải rời đi, cuối cùng hy vọng cậu sẽ sống vui vẻ ở thế giới này, hoàn thành nhiệm vụ tốt đẹp. Bên trong xe, tự hồ nhìn thấy một quả cầu ánh sáng màu lam, nhẹ nhàng cò cò vào má Lê Kinh Chu, như muốn nói lời tạm biệt, Lê Kinh Chu thầm đáp trong lòng, hẹn gặp lại, chết rồi, người ta sẽ đi đâu? Lê Kinh Chu không biết, bởi vì sau khi chết đi, cậu gặp gỡ một quả cầu nhỏ màu lam tự xưng hệ thống may mắn 033, được nó đưa đến một thế giới khác, một chữ sách hình thành cả thế giới, dựa theo lý giải của hệ thống 033, cậu đã tạo nên thời đại hoàn toàn mới lại vì ông tiếc núi chết đi, nên được lựa chọn, xuyên vào trong sách, tận hưởng nốt nhân sinh lê khinh chu thời nay còn chuyện tốt thế à cậu không tin trên trời sao có thể tự dưng rớt xuống cái bánh bao nhân thịt lam cầu nhỏ bất đắc dĩ trả lời căn cứ theo quy tắc vũ trụ là không hề sai sách là thế giới một quyển sách siêu nổi tiếng sẽ tự mình hình thành một thế giới hoàn chỉnh nhưng chính vì vậy đã sinh ra tác hại tác hại gì thế giới sách trong giai đoạn vừa thành hình trạng thái bất ổn cần những nhánh thế giới hỗ trợ xây dựng các nhánh thế giới là hóa thân của tuyến nhân vật quan trọng trong truyện lê khinh chu nam chủ hoặc là nữ chủ không cố định là vai nam nữ chủ nếu độ nổi tiếng của vai phụ vượt qua vai chính hòn đá cân bằng cho thế giới này là nhân vật nổi tiếng hơn lấy ví dụ thế giới ký chủ sắp sống vai phụ nhân khí cao nhất là chú ba của nam chủ liễu hạ huy liễu bạc hoài nhánh thế giới phát triển đến hồi kết theo đúng ý muốn của độc giả thế giới sẽ càng ngày càng ổn định, cuối cùng hòa nhập vào vô vàng thế giới lớn khác, editor. Tôi hiểu theo mấy cái sơ đồ quy nạp của văn học ấy các quý vị. Ngược lại sự sụp đổ của nhánh phụ kéo theo sự tàn lụi của thế giới chính, Lê Kinh Chu An tỉnh ngồi nghe Lam cầu nhỏ lãm nhảm giải thích, không phải bất kỳ thế giới sách nào có thể tồn tại tốt đẹp. Không ba ba lấy thế giới này làm ví dụ. Nhân khí lớn nhất là chú ba của nam chủ. Liễu Bạc Hoài, kết cục trong sách của liễu bạc hoài đã định là cô độc một mình chưa từng kết hôn nhưng nhóm độc giả mãnh liệt hy vọng tìm bạn đời cho liễu bạc hoài để hắn hạnh phúc viên mãn kết cục và ý muốn xung đột làm thế giới bất ổn nó sẽ tự hủy theo thời gian cuối cùng biến mất ký chủ và vai ác lê khinh chu điều kiện phù hợp hệ thống may mắn không ba nắm bắt cảm xúc tiết hận của ký chủ tiến hành trói định Điều tiếc nuối trước khi chết của Lê Khinh Chu là hạng mục dịch chữa trị tuổi sống còn bỏ dở, và một khối thân thể khỏe mạnh, từ khi sinh ra cơ thể Lê Khinh Chu đã không tốt, đôi chân vô lực, không thể đứng lên đi lại, chỉ đành ngồi xe lăn, bệnh tật cúng thân quanh năm, tăng dần theo độ tuổi, khối u ác tính ở tuổi sống của Lê Khinh Chu ngày càng trở thành mối tai họa, thân thể suy yếu, dù đã mời hết các chuyên gia trị liệu nổi tiếng trong ngoài nước, song tình huống vẫn không mấy khởi sắc, họa vô đơn. Chí, giai đoạn sau, Lê Kinh Chu lại bị ung thư xương, cuối cùng ở tuổi 33, cậu kết thúc sinh mệnh nhưng cho cùng có câu nói rất đúng. Khi Thượng Đế đóng lại một cánh cửa, Ngài sẽ mở ra một cánh cửa khác. Lê Kinh Chu có trí tuệ dị thường, chỉ số thông minh cao kinh người, được sống trong vui vẻ hạnh phúc, nhận sự quan tâm chăm sóc từ người nhà, bạn hữu, cơm áo không lo, tiền tài đủ ăn chơi mấy đời, bản thân cậu cũng có ý chí, biết vươn lên từ nghịch cảnh, nhận được nhiều lời tán dương, chỉ có điều, Ước mơ lớn nhất của Lê Kinh Chu là tự đứng lên, đi lại trên chính đôi chân của mình, như người bình thường chạy nhảy ngược xuôi. Đến khi Lê Kinh Chu thông qua hệ thống 033 tìm hiểu sơ bối cảnh vị nhân. Vật phản diện trùng tên trùng họ với cậu, nháy mắt rơi lệ, khóc trống. Không làm, còn lâu mới nhận. Vai ác này sao cũng lại hai chân có tật ngồi xe lăn, cậu bị PTSG. Chú thích PTSG hậu chấn tâm lý hay rối loạn căng thẳng sau sang chấn, chấn thương, tiếng Anh. Thuộc Traumatic Stress Disorder. PTSD là một rối loạn tâm thần có thể phát triển sau khi một người tiếp xúc với một sự kiện đau buồn hoặc các mối đe dọa trong cuộc sống theo uy kiếp, làm cầu nhỏ cua cua trước mặt cầu. Ký chủ, chỉ cần hoàn thành nhiệm vụ, hai chân cậu sẽ khỏi nha. Nhiệm vụ chính là tìm bạn đời cho chú của nam chủ. Liễu Bạc Hoài, giúp hắn không còn cô đơn suốt quãng đời còn lại, tìm bà mối giới thiệu đối tượng cho hắn. Nghe có vẻ khả thi, Lê khinh Chu ngầm đồng ý, nhưng cậu có chút yêu cầu, cậu cần trí não đầu tiên do chính tay mình nghiên cứu chế tạo, cùng đầy đủ tư liệu lưu trữ trong đó, không ba ba nhẹ nhàng thở ra. Không thành vấn đề, không ba ba có thể giúp ký chủ đem trí não của cậu tích hợp vào hệ thống, bên trong vẫn có đủ dữ liệu cậu cần. Không ba ba đưa ký chủ tiến vào thế giới rồi sẽ đi ngay chờ khi ký chủ hoàn thành nhiệm vụ, chúng ta sẽ gặp lại. Nhắc nhở yêu thương. Giai đoạn trước khi kết thúc nhiệm vụ, mong ký chủ không cần thiết ốc. Ốc ô úc ốc cha Làm trái thiết lập nhân vật sẵn có một màn tạm biệt trong chiếc xe màu bạc đã diễn ra như thế. Lam cầu nhỏ không ai nhìn thấy từ trong xe chui ra bay lên không trung, đột nhiên dừng lại, như thể nhận ra cái gì. Tại chỗ xoay vòng, à đúng rồi, không ba ba còn một cái bàn tay vàng, tặng nốt cho ký chủ vậy. Lam cầu nhỏ tách ra một điểm sáng màu kim sắc có hình như ngón tay cái, nó chậm rì rì thổi đến ô tô màu bạc. Không ba ba thấy thế xoay người rời đi, có điều ngay khi lam cầu nhỏ biến mất giữa không trung, cửa xe mây bát màu đen đột nhiên mở ra, một người đàn ông từ trong xe bước xuống, điểm sáng kim sắc dừng một chút, phản phất như bị thứ gì hấp dẫn, bay loạn một vòng, thoáng chốc liền dung nhập vào trong thân thể người nọ, ở nơi hắn không nghe thấy, tiếng máy móc, phạm vi hoạt động của bàn tay vàng tâm lý xác nhận, áp dụng đối với người trong lòng. Trong 10 m nhìn thấu suy nghĩ, 3 m nghe thấu tâm tư, cùng ký. Chủ trói định, trói định sự cố, yêu cầu sửa chữa, yêu cầu thất bại, yêu cầu lần hai, thất bại, không thể sửa chữa. Liễu bạc hoài cao mày, ấn ấn mi tâm, trợ lý trâu minh của hắn nói. Tam gia, cánh tay anh bị thương, nên được băng bó kịp thời tay trái liễu bạc hoài sát thực chịu đau do va chạm từ. Liễu bạc hoài giỏi theo người được nâng ra từ chiếc ô tô màu bạc, cũng đi cùng lên xe cứu thương, editor, tên truyện vốn là tôi trong ngoài không đồng nhất online liền lật xe mà bảo bảo vẫn chưa biết nên edit lại thế nào cho sát ý, nghe trọn bộ tại mê truyện audio.com, link trực tiếp ở phần mô tả.